khi kiếm đâu cô tích trên đời. Thật là điều may mắn nếu như có người cầm tay bước đi đến cuối con đường, bao giờ thì sẽ tới. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đêm nhớ đêm này. Cùng nhau đến khi bắt đầu, dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đắm say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh lúc này, anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa em nhớ. Làm các cái thủ tục các bước và quyết định ngày mai là ngày
tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu, cháu Đương và cháu Anh. Hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi có sửa 5 chát gồm trầu cau, rượu, bánh, hoa quả và nước ngọt để dẫn cưới cùng với gia đình nhà gái là ngày mai chuẩn bị lễ thành hôn nhà cháu. Thay mặt nhà trai có ý kiến là vị cũng mong muốn nhà gái đại diện nhà gái nhận lễ và cùng với nhà trai tiếp tục chuẩn bị cái việc lễ thành hôn của cháu ngày mai. Xin cảm ơn các cô, cảm ơn các ông các bà, cảm ơn toàn thể gia đình nhà gái. Xin cảm ơn. Hôm nay gia đình nhà trai đã chọn được ngày lành tháng tốt sửa lễ để từng bước cho hai cháu Đương và Như Anh tiến tới làm lễ hôn nhân. Tiếp theo ý kiến của ông trưởng đoàn nhà trai, tôi xin đại diện cho họ nhà gái xin chấp nhận lễ của nhà trai xuống để xin cháu Như Anh. Xin mời. Trong năm
hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it. But there's an angel calling me, reaching for my heart. I know that I'll be okay now. This time it's real. I lay my love on you. It's all I want. Ngay sau đây sẽ là chương trình Đại lễ Phú Quý. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Như Anh và chú rể Công Đương sẽ được bắt đầu. Có thể nói rằng tình yêu và hôn nhân là món quà thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho tất cả chúng ta. Và rõ ràng để tiến tới hôn nhân là một khát khao lớn, một ước mơ lớn mà mọi cặp đôi đang yêu đều mong chờ để chạm tới. Và ngày hôm nay một khát khao lớn, một ước mơ lớn, để rồi họ đã dừng chân tại một điểm mà chúng ta gọi là một mái ấm của hạnh phúc và gia đình. Thưa quý vị, và cùng với đó, trong mỗi chuyến tàu hạnh phúc của hai bên gia đình thì chúng tôi không thể không nhắc đến sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn đại diện cho phía nhà trai và phía nhà gái. Và đầu tiên, tôi xin được trân trọng giới thiệu bác trưởng đoàn đại diện cho phía nhà trai, trân trọng được giới thiệu bác Dương Công Định, trân trọng được kính mời bác sẽ cùng với chúng tôi quay trở sân khấu. Và cùng với đó, tôi xin được trân trọng và giới thiệu bác Nguyễn Như Phục, đại diện cho phía nhà gái, xin được trân trọng kính mời hai bác ạ. Thưa quý vị thân mến, và có lẽ tại sân khấu của chúng ta lúc này là sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn. Và bây giờ đây, đã được sự đồng ý, được sự đồng thuận của quan viên bốn họ, cho phép tôi trân trọng được tuyên bố. Và chương trình một lần nữa, lễ phu quy, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu Như Anh và chú rể Công Đương chính thức được bắt đầu. Thưa quý vị thân mến, và lời đầu tiên, tôi xin được trân trọng và giới thiệu kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho phía nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu cũng như sẽ có cơi trầu để xin dâu ngày hôm nay. Trước tiên, cho các tôi đại diện cho đoàn nhà trai xin được gửi tới các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị và bạn bè của cháu Như, như nhà gái, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể hội hôn, trong thời gian vừa qua, cháu Công Đương và Như Anh từ cái chỗ quen biết đến thương yêu nhau và đã quyết định đi đến hôn nhân. Hai gia đình, ông Đương, ông Phương, bà Phương, ông Chiến và ông Thiệp, và anh và ông Thiệp, bà Đáng đã cùng với họ tiến hành các cái thủ tục cần thiết theo phong tục của địa phương để tổ chức cái hôn lễ ngày hôm nay. Hôm nay là ngày lành tháng tốt. Nhà trai chúng tôi có cơ trầu đến để kính dâng tổ tiên
mọi nhà gái và xin được đón cháu anh về làm dâu của ông Chiến, bà Đương, bà Phương và làm cháu dâu của đội tổng gia đình chúng tôi. Thế và cũng muốn xin nhà gái cho cháu Đương được làm con rể, làm con nhà cháu của họ gia đình nhà gái. Rất là mong gia đình nhà gái đón nhận. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị, con viên hai họ, tất cả các thủ tục để tiến tới lễ hôn nhân của hai cháu thì hai gia đình nhà trai và nhà gái đã dần dần từng bước hoàn tất. Đây là buổi cuối cùng, như ý kiến của ông trưởng đoàn nhà trai xin cháu anh về làm dâu con gia đình trên nhà trai. Chúng tôi họ nhà gái rất phấn khởi và cảm ơn các đại diện của nhà trai đã có mặt hôm nay. Xin kính mời tất cả các cụ công, các bà, con viên hai họ ăn trầu uống nước, giao lưu và vui vẻ cùng các cháu trước khi bước về nhà chồng. Và cũng xin trân trọng giới thiệu với hai gia đình là nhà gái chúng tôi hôm nay sẽ có bác Thịnh là bác của cháu, tí nữa sẽ đưa về cháu về nhà chồng, và cùng đi với bác Thịnh là bề trên có cụ Trường là ông trẻ của cháu dâu, cùng với tất cả các bác, các chú, thím, cô dì, các cậu mợ, đại diện đầy đủ vai vế của hai bên nội ngoại của cháu anh cùng đi trong đoàn đưa cháu về nhà chồng. Xin cảm ơn một lần nữa và xin mời tất cả các vị đại biểu ăn trầu uống nước. Ngay bây giờ, nó là những khoảnh khắc, nhưng đối với hai bạn của chúng ta ngày hôm nay, nó sẽ đi vào lịch sử, đi vào cuộc đời của đôi bạn từ giờ đến hết cuộc đời. Đó chính là ngày cưới, ngày vui của đôi bạn. Và có lẽ chắc hẳn đấy, bây giờ đôi bạn chúng ta đã sẵn sàng bước trên một con thuyền, bước trên một chuyến đò hạnh phúc. Chắc chắn rằng là có rất có nhiều chông gai và sự khó khăn. Rồi, trước tiên cho em hỏi ạ, bình thường mỗi khi sáng thức dậy, hai bạn có thường nhắn tin cho nhau không? Có. Thỉnh thoảng. Thỉnh thoảng ạ. Chú rể và con, cô dâu còn thỉnh thoảng. Không biết rằng hôm qua chưa học bài hay sao ấy. Bài này hôm qua MC chuẩn bị sẵn rồi, hôm nay không học thế này, quên bài ạ. Thưa quý vị, và bây giờ để hiểu hơn về tình yêu của các bạn ạ. Như quý vị chúng ta đã biết là hai bạn, chú rể thì thường có nhắn tin và cô dâu thì thỉnh thoảng, đúng không? Bây giờ đây câu hỏi này, câu hỏi vui thôi ạ. Hai bạn cùng trả lời vào một mic cho em. Chỉ cần chồng hoặc vợ thôi, hai vợ chồng cùng trả lời, chỉ cần chữ chồng hoặc vợ, được chưa? Câu hỏi như sau ạ. Mỗi khi buổi sáng thức dậy ạ, ai là người dậy sớm trước ạ? Vợ. Vợ. Rồi, cái này là dành cho vợ rồi đúng không? Rồi, chồng trả lời rất nhanh. Nếu chồng trả lời nhanh thì bây giờ em này hỏi vợ anh ạ. Nặng của chồng mình là bao nhiêu ạ? 75 ạ. Nhầm rồi. Nhầm nhọt rồi. Hôm qua, chứng tỏ hôm qua chưa học bài thật sự. Bây giờ chú rể trả lời to, cân của mình là bao nhiêu ạ? 67 ạ.
67, em biết ngay mà. Hôm qua em đã cho 1 lít là chưa học bài rồi. Thưa quý vị, và đó là câu hỏi vui em xin dành tặng cho các bạn thôi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều ngày. Đó chính là sự hiện diện của bố mẹ thân sinh ra cô dâu như anh. Tôi xin được trân trọng được giới thiệu và kính mời sự hiện diện của hai bác sẽ cùng nhau quay trở về sân khấu và cùng dành tặng tình cảm cho hai con của mình ngày hôm nay bằng những món quà của chiếc sự hiện diện của bố mẹ là không gì so sánh được, không có gì chúng ta có thể đong đếm được bằng tình cảm của bố mẹ ngày hôm nay đã cùng nhau tạo nên một cô công chúa tuyệt vời, đó chính là cô dâu Như Anh. Và sau đây con xin được mời hai bác sẽ cùng nhau dành tặng tình cảm cho hai con của mình. Xin được mời sự hiện diện của hai bác sẽ cùng nhau trao quà cho hai con của mình. Con xin mời. Và cha mẹ đã buông tay chúng ta để chúng ta có thể trưởng thành hơn trước những sóng gió của cuộc đời. Và ngày hôm nay một lần nữa cha mẹ lại buông tay, và bên cạnh chú rể công đương, thưa quý vị, là một bờ vai vững chắc mà bố mẹ cô dâu Như Anh luôn luôn mong muốn rằng chàng trai ấy sẽ là một chàng trai chỗ vợ vững chắc nhất để cho con gái của mình có thể dựa đi hết cuộc đời. Và chúng ta đang chứng kiến sự hiện diện của bố mẹ dành tặng những tình cảm dành cho con cả một ngày mai. Và con đi một bước xa gần, những gì có được là tình cảm và quà bố mẹ sẽ cùng dành tặng cho con. Và quà này thì cha mẹ muốn dành cho con. Một lần nữa xin được trân trọng được cả thay mặt cho hai con, xin được cảm ơn sự hiện diện của bác rất nhiều đã cùng nhau dành tặng những tình cảm, đã tạo nên một nàng công chúa vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. Xin được trân trọng được cảm ơn rất nhiều. Đời của đứa bạn chắc hẳn nhiều sẽ có rất nhiều những chông gai, những thử thách, những thăng trầm của tình yêu. Và đó sẽ là những gì mà hai bạn chúng ta cùng phải cố gắng vượt qua. Xin phép ra về, tôi xin trân trọng được giới thiệu bác trưởng đoàn đại diện cho phía nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu trước khi ra về. Con xin trân trọng được kính mời. Giàu tốt đã đến. Chúng tôi xin phép quan đội nhà trai cho chúng tôi được đón cháu Như Anh về nhà trai để làm lễ thành hôn. Trước khi về, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quan họ nhà gái đã đón tiếp chúng tôi rất trọng thị, rất tình cảm. Và cũng xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị và bạn bè của cháu Như Anh cùng với chúng tôi về nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Chúng tôi xin được trân trọng được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Và tôi cũng xin được kính chúc cho toàn thể quý vị ngày hôm nay có thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Và kính chúc đôi bạn trẻ của chúng ta ngày nay, cô dâu Như Anh và chú rể công đương, hai bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cuộc sống mới, sống một cuộc sống tốt đời, đẹp đạo, gặp nhiều may mắn, trăm năm hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt.
sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have it all due. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, we'll have it hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Na, 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 na. So daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I won't go down the aisle. She looks so beautiful. So beautiful.
Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là anh còn son, em cũng còn son. Ước gì ta được làm con một nhà. Anh về thưa với mẹ cha đồng ý để cho ta lấy mình. Em về thưa với gia đình lại đồng ý để cho mình lấy ta. Và ngày hôm nay thì hai bên gia đình đã chọn là ngày này tháng tốt để chúc cho đôi bạn trẻ nên duyên trăm năm hạnh phúc. Ngay sau đây không để quý vị chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón hai nhân vật xinh tươi nhất, hạnh phúc nhất trên bầu trời kinh Bắc, Bắc Ninh. Đó không ngoài ai khác, đó là chú rể phong độ đẹp trai Công Đương và cô dâu Như Anh. Xin được trân trọng kính mời hai bạn. Giải phong độ đẹp trai Công Đương và cô dâu Như Anh ngày hôm nay đứng hiện diện đến toàn thể quý vị, họ luôn nở nụ cười trên môi để thầm cảm ơn đến toàn thể quý vị đã bớt chút thời gian và ngọc của mình trở về chung vui để tham dự. Xin mời hai bạn, hai ngôi sao sáng nhất, chủ nhân của những cánh thiệp hồng dành một cái cú chào để cảm ơn đến toàn thể quý vị. Rất là tuyệt vời, xin được chúc mừng, họ đang rất là hạnh phúc phải không? Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Kính thưa toàn thể quý vị, và trong ngày đại lễ như thế này để diễn ra với nghi lễ thành hôn để chúc phúc cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay nên duyên trao hạnh phúc, thì xin được trân trọng kính mời hai bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai, trưởng đoàn đại diện cho họ nhà cái chúng ta cùng lắng tay nhau tạm rời bàn trà danh dự của mình để tiến ra với sân khấu chính lâu đài tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ để chúng ta cùng đến với chương trình ạ. Xin được trân trọng kính mời. Thưa toàn thể quý vị, đúng là trăm năm trong cõi người ta, dâu hiền rể thảo đến là họ chọn nhau. Chuyện tình duyên có chầu cao, cha mẹ dạm ngõ, rước dâu cũng phải chọn ngày. Và ngày hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, ngày này tháng tốt. Hai bên gia đình đã chọn là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023, tức ngày 28 tháng 10 năm Quý Mão, để chính thức năm lễ thành hôn để chúc phúc cho đôi bạn trẻ nên duyên trăm năm hạnh phúc. Và không để quý vị chúng ta chờ đợi lâu nữa, giây phút tình yêu hạnh phúc của đôi bạn trẻ, chú rể phong độ đẹp trai Công Đương xanh hơn cùng cô dâu Như Anh xin phép được bắt đầu. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, cùng đến với đôi điều muốn thưa của phái đoàn họ nhà trai nhà gái, xin được trân trọng kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà gái ngày hôm nay sẽ có đôi lời phát biểu giới thiệu thành phần cũng như là chính thức chào cô dâu xinh đẹp Như Anh để làm vợ của chú rể Công Đương, là con dâu của gia đình ông Chiến, bà Phương cũng như trong dòng họ Dương ngày hôm nay. Trước khi bác phát biểu, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúng ta cùng đến với như là phát biểu của bác. Dạ vâng, xin cảm ơn. Kính thưa quý ông, quý bà cùng toàn thể quan viên hai họ, lời đầu tiên cho phép tôi đại diện cho quan họ nhà gái xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan họ nhà trai đã đón tiếp đoàn quan họ nhà gái chúng tôi rất nồng hậu, thắm tình, thắm nghĩa. Và xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, toàn thể quan viên hai họ mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc hồi hôn thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể hội hôn, tôi xin được trân trọng giới thiệu, tôi là bác của cô dâu Như Anh, cùng đi trong phái đoàn họ nhà gái đưa cháu Như Anh về trên này làm con, làm dâu và làm thành viên của họ nội tộc họ nhà trai. Xin trân trọng được giới thiệu có sự hiện diện đầy đủ của các cụ, các ông, các bà cùng quan anh chị em nam nữ bên nội, bên ngoại của họ nhà gái và bạn bè thân thích của cô dâu. Kính thưa toàn thể hội hôn, qua thời gian, hai cháu Công Đương và Như Anh đã tìm hiểu rất chín chắn và được sự ủng hộ vun đắp của hai gia đình, hai bên bố mẹ, và được sự công nhận và chứng thực của hai chính quyền địa phương.
ngày hôm nay hai gia đình, hai dòng họ đã long trọng tổ chức ngày đại lễ để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thứ nhất là tôi xin đại diện cho quan họ nhà gái xin thay mặt cho bố mẹ của cô dâu xin chính thức giao cháu Như Anh về làm con dâu của ông Chiến bà Phương và làm thành viên trong họ nhà trai. Và cũng từ giờ phút này thay mặt quan họ nhà gái tôi xin nhận cháu Công Đương làm con rể của gia đình ông Thiệp bà Đáng và làm thành viên của quan họ nhà gái chúng tôi. Và cũng từ phút này hai gia đình ông Đương bà ông Chiến bà Phương và ông Thiệp bà Đáng là hai gia đình thiết lập mối quan hệ tình thông gia hữu hảo. Và cuối cùng trước khi dừng lời tôi cũng xin kính chúc tất cả các cụ các ông các bà cùng toàn thể quan viên hai họ sơ chầu uống nước mạnh khỏe gia đình hạnh phúc, chúc hồi hôn thành công tốt đẹp. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quan viên hai họ kính mến, vừa rồi quý vị chúng ta đã đến với những lời giới thiệu phát biểu trao dâu của bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà gái ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn bác, chúc bác thật nhiều sức khỏe gia đình hạnh phúc. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay để cảm ơn những lời phát biểu trao dâu của bác trưởng đoàn họ nhà gái chúng ta. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, nhà gái đã phát biểu rồi, giờ đây họ nhà trai chúng ta cũng có đôi câu đáp từ. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quan viên anh họ chúng ta cùng đến với những lời đáp từ của bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai nhà bốn họ có mặt tại hôn lễ hôm nay. Trước tiên cũng xin gửi tới các cụ, các ông, các bà và toàn thể mọi người có mặt ở đây lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa toàn thể hội hôn, các cụ, các ông, bà và toàn thể mọi người vừa nghe ý kiến phát biểu rất chân tình, rất trách nhiệm của ông trưởng đoàn nhà gái đã căn dặn hai cháu và cũng chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc của hai cháu để hai cháu như vậy mãi mãi hạnh phúc trăm năm. Và gia đình nhà Viễn nhà trai chúng tôi hết sức vui mừng hôm nay ông Chiến bà Phương có con dâu mới, họ chúng tôi có cháu dâu mới. Và chúng tôi xin hứa với họ nhà gái, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để cho vun đắp cho hai cháu ngày một hạnh phúc. Và cũng xin báo cáo với họ nhà gái rằng các cháu mặc dầu đã được ăn học, cũng đã trưởng thành, nhưng vẫn còn có những góc độ, có những khía cạnh, vẫn còn trẻ người, non dạng. Đề nghị nhà gái cùng với chúng tôi để vun đắp, để dạy bảo cho hai cháu, nhất là về sau cái cuộc sống riêng tư, cuộc sống vợ chồng, cái gia đình riêng của hai cháu là trăm năm hạnh phúc. Thế và riêng đối với gia đình chúng tôi thì chúng tôi cũng xin là trao cháu Đương cho gia đình nhà gái để về làm rể ông Thiệp bà Đáng và là con cháu của họ nhà gái. Cuối cùng trước khi dừng lời xin một lần nữa xin chúc sức khỏe của các cụ, các ông bà và mọi người ở đây tại đây và xin mời mọi người tiếp tục uống nước, ăn trầu và ca hát để chúc phúc cho hai cháu. Trước khi dừng lời chú chúc hai cháu một câu thơ như thế này: hôm nay thành vợ thành chồng, dẫu cho nghiêng núi cạn sông chẳng rời. Xin cảm ơn. Cảm ơn, rất là tuyệt vời. Quý vị chúng ta vừa đến với lời đáp từ của bác trưởng đoàn đại diện cho họ nhà trai chúng ta ngày hôm nay. Bác cũng đã tiếp nhận tất cả, tiếp thu tất cả những cái ý kiến của bác trưởng đoàn của họ nhà gái ngày hôm nay. Đã có ý kiến cũng như là trao, bác cũng đã chính thức nhận là cô dâu xinh đẹp Như Anh
từ nay đã chính thức làm vợ của chú rể Công Đương, làm dâu con của gia đình ông Chiến bà Phương, cũng như trong dòng tộc họ Dương ngày hôm nay. Phải nói là những lời phát biểu của hai bác thì như mật như hoa, thơm như hương lúa tỏa ra khắp hôn trường. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay để chúng ta cùng chúc mừng nhé. Và kính thưa toàn thể quý vị, từ nay thì nhà trai thì có dâu Hiền, nhà gái thì có rể Thảo. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng bước thêm một bước để chúng ta cùng dành những cái bắt tay để viết tình thông gia từ ngày hôm nay. Xin được chúc mừng hai bên gia đình. Một lần nữa chúng ta cùng dành những tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Dạ vâng, xin được trân trọng và cảm ơn hai bác. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ hướng dẫn cô dâu và chú rể vào trong nhà chính để làm lễ gia tiên. Xin được trân trọng kính mời. Xin mời đôi bạn trẻ chúng ta cùng trở vào trong nhà chính nhé. Và giây phút hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ ngày hôm nay, chú rể Công Đương và cô nhìn dâu xinh đẹp Như Anh. Một lần nữa xin phép được bắt đầu. Quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay để chúc mừng nhé. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay là ngày đại lễ, là ngày hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ trải qua những cung bậc của tình yêu hạnh phúc. Họ đã từng bước trải qua, đầu tiên là họ là những người bạn thân, xong rồi chuyển sang là những người bạn, chuyển sang tình yêu. Họ là một cặp đôi đã mang dấu ấn rất nhiều với bạn bè và các bạn, và họ đã trải qua, và ngày hôm nay thì họ sẽ bước sang cuộc sống mới, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và gia đình. Và ngày hôm nay thì chú rể cô dâu cũng đã chọn cho mình một cặp nhẫn để đính ước, để cùng nguyện thề chọn đời bên nhau. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể phong độ đẹp trai Công Đương sẽ rút ra cặp nhẫn xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất để chúng ta cùng trao cho nhau, để chúng ta cùng gắn kết hai trái tim hòa cùng nhịp đập. Không biết là ngày hôm nay là một ngày vui trọn vẹn, một ngày vui nhất trong cuộc đời của mình, không biết là chú rể có lấy hết can đảm và lấy hết bản lĩnh của mình không để thể hiện thật là lãng mạn và ga lăng. Xin mời chú rể sẽ trao nhẫn theo kiểu các ngôi sao của Hàn Quốc, và quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Đâu ạ? Đã trao nhẫn cho cô dâu xinh đẹp Như Anh, và có rất nhiều những lời tâm sự rằng ngày hôm nay chúng mình đã, cô dâu xinh đẹp Như Anh sẽ trao một chiếc nhẫn còn lại cho người chồng yêu quý của mình để gắn kết hai trái tim. Dạ vâng, xin được một lời chúc mừng cho các bạn trẻ. Và xin mời hai bạn sẽ cùng giơ tay lên để cho mọi người chiêm ngưỡng đôi tay ngọc ngà để đeo đôi cặp nhẫn cưới xinh nhất và đẹp nhất ngày hôm nay ạ. Và đơn xin được chia
trân trọng cảm ơn quý vị. Không biết là quý vị chúng ta vỗ tay thì cũng đã rất là ra rào rồi ạ. Và chúng ta cùng đến với những cung bậc cảm xúc rất là tuyệt vời của đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Và quý vị chúng ta cũng đang đi dự đám cưới rất nhiều, còn chúng ta còn thấy thiếu một cái gì không ạ? Chúng ta còn mong đợi điều gì lớn lao hơn ạ? Là chúng ta cùng chứng kiến ạ. Quý vị chúng ta cùng cùng nói xem ạ. Đâu ạ? Ôn ạ. Cái góc kia mặc dù là ở xa nhưng mà nó ôn rất là to ạ. Và chúng ta đã đến cũng như là biết là mọi người mong ước một điều là ngày hôm nay được chứng kiến đôi bạn trẻ đã dành cho nhau một nụ hôn gắn kết và sẽ đi với nhau suốt cả cuộc đời. Và ngày hôm nay đặc biệt hơn là ngày đại lễ mà đôi bạn trẻ chúng ta đã dành cho nhau rất nhiều cảm xúc rồi, nhưng ngày hôm nay chỉ khác hơn rất nhiều với không gian ấm cúng hạnh phúc mà hai bên gia đình đã dành tặng cho đôi bạn trẻ, và có sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, các bạn nam thanh nữ tú trở về đây để chung vui. Không biết là đôi bạn trẻ chúng ta đã có sẵn sàng đến với một nụ hôn không ạ? Xin mời chú rể Công Đương. Đấy là sẵn sàng. Chú rể đã sẵn sàng, còn cô dâu thì sao? Cô dâu cũng thế, các cụ bảo rồi, thuận vợ thuận chồng thì tác biển đông cũng cạn phải không ạ? Và đôi bạn trẻ ngày hôm nay đã rất đồng thuận với nhau, và chính nhờ vì điều đó mà ngày hôm nay chúng ta đã được chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ chúng ta đã cùng quay với nhau đấy. Bây giờ cho tôi mượn bó hoa xinh tươi. Có hoa nó sẽ làm cho các bạn bất tiện, bởi vì ngày hôm nay này có chuyên gia. Ôi, tôi mượn một tí thôi mà, có 3 phút rồi, 2 phút rồi, 1 phút rồi. Ngày hôm nay thì có các chuyên gia nhiếp ảnh về đây để sẽ lưu lại những khoảnh khắc mà đôi bạn trẻ chúng ta hạnh phúc nhất, và về sau chúng ta sẽ có những gì ạ? Có những cái thước phim, có những tấm hình để chúng ta cùng cho con, cho cháu để được biết là ngày hôm nay và ngày này sẽ là những kỷ niệm tuyệt vời. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ cùng quay với nhau đấy, sẽ cùng hứa với nhau đấy. Vâng, rất là tuyệt vời ngày hôm nay, rất là lung linh, rất là hạnh phúc. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ dành những cử chỉ nào ô yếm nhất, đặt tay vào đâu ạ? Xin mời cô dâu sẽ đặt lên bờ vai vững chắc, đây là một bờ vai sẽ che chở cho cô dâu suốt cuộc đời của mình. Đâu ạ? Chú rể sẽ đặt tay vào eo cô dâu đấy ạ. Và bây giờ quý vị chúng ta cũng đã sẵn sàng, cô dâu và chú rể đã sẵn sàng. Và bây giờ thì đôi bạn trẻ chúng ta chỉ có 3 tiếng đếm, từ 1 đến 3 thì nụ hôn sẽ được diễn ra, và từ 3 đến 1 thì nụ hôn sẽ được khép lại. Và quý vị chúng ta cùng chuẩn bị ạ. Cô dâu chú rể chỉ có 3 tiếng đếm, vừa chuẩn bị để vừa lấy đà và vừa hôn. Và bây giờ quý vị chúng ta cùng đếm với tôi ạ. 1, 2, 3, xin mời. Cảm ơn quý vị toàn thể quý vị. Tôi liếc xuống dưới tất cả những bàn tiệc thì thấy mọi người rất là thất vọng. Phải ta cô dâu hôm nay này ấp vậy đã. Và bác thường thế nào? Hôn lại à? Đấy. Hạnh phúc hơn, và trong chương trình của VTV3 đây là người ta nói là cái xinh như đóng đinh và cái đẹp phải không? Và bây giờ thì nụ hôn này chúng ta có thể gọi là cái xinh đóng đinh và cái đẹp. Ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể sẽ cùng hướng lại với nhau đi ạ, để chúng ta cùng đến với nụ hôn. Các bác nhiếp ảnh gia mà không hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay là lấy lương là cũng hơi khó mà. Vì vậy cô dâu và chú rể sẽ tạo điều kiện cho các bác lấy tiền. Và bây giờ cô dâu và chú rể chuẩn bị sẵn sàng ạ. Và bây giờ quý vị chúng ta đã sẵn sàng ạ. 1, 2, 3, xin mời. 3, 2, 1, chúc mừng hạnh phúc. Cảm ơn cô dâu và chú rể đã dành cho nhau một nụ hôn thứ hai liên tiếp rất là tuyệt vời. Xin một lần nữa chúc cho đôi bạn trẻ chúng ta, chú rể Công Đương và cô dâu Như Anh, trăm năm tình viên mãn, chọn đời nghĩa phụ tử. 3 tượng bánh tượng trưng cho 3 ý nghĩa, nhất là ơn mẹ ơn cha, công sinh công dưỡng để cho ta có mình. 2 ơn bạn bè chân tình, là mai là mối để cho mình có ta. Mà 3 ơn tất cả gần xa, đã về để dự đám cưới để cho ta có mình. Một lần nữa xin chúc mừng cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Vâng, cô dâu và chú rể vừa cắt bánh xong. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời, cũng mong muốn rằng cô dâu và chú rể ngày hôm nay sẽ cùng bón cho nhau một miếng bánh nho nhỏ để cảm nhận hương vị của bánh cưới ra sao, có ngọt không, và đã đủ khéo để chúng ta chuẩn bị đón hạnh phúc. Đó là gì ạ? Tiếng khóc của của trẻ thơ, để chúng ta cùng chăm con làm sao cho thật khéo. Và chúng ta sẽ hai bên gia đình mong muốn rằng cô dâu và chú rể sẽ cùng bón bánh cho nhau. Miếng bánh đầu tiên xin mời chú rể sẽ bón cho người vợ yêu quý của mình một miếng bánh tình yêu hạnh phúc. Xin mời chú rể. Đúng không? Quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay đi ạ. Rất là khéo ạ.
Và bây giờ miếng bánh còn lại xin mời cô dâu sẽ dành cho người chồng yêu quý của mình. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta được ăn bánh rất là nhiều trong cuộc đời, nhưng ngày hôm nay bánh cưới là một cái hương vị hạnh phúc. Một lần nữa xin được chúc cho các bạn trẻ chào hạnh phúc. Sau đây xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể sẽ tiến về với ngôi nhà hạnh phúc của mình, xây cát thành lâu đài hạnh phúc. Và biểu tượng có hai người và sau đó là một gia đình nhỏ. Xin được trân trọng kính mời hai bạn sẽ cùng rót cát hạnh phúc lên ngôi nhà hạnh phúc của mình. Xin mời quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay để chúng ta cùng chúc mừng nữa. Đôi bạn trẻ đang vẽ lên một ngôi nhà hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi đi làm chương trình được trải nghiệm và ở quê hương khu bất phí cũng là lần đầu tiên những cái gì mới nhất, hiện đại nhất và để mang lại những hạnh phúc lớn lao nhất. Và đôi bạn trẻ ngày hôm nay họ đang cùng nhau rót cát vào ngôi nhà hạnh phúc để xây đắp tình yêu hạnh phúc, hôn nhân và gia đình. Một đứa chúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trăm năm hạnh phúc. Và chỉ một ngày gần nhất sang năm 2024 sẽ có tiếng khóc của trẻ thơ ra đời để các ông các bà, cô dì chú bác bên nội bên ngoại được bồng được bế. Rồi một lần nữa chúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trăm năm hạnh phúc. Rất là đẹp, hai bạn rất là kéo tay và đã xây nên một ngôi nhà rất là hạnh phúc, rất là đặc trưng. Đây là chúng ta gọi là một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay để chúng ta cùng chúc mừng nha. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị chúng ta đã đến với những cung bậc cảm xúc hạnh phúc nhất của đôi bạn trẻ ngày hôm nay với chương trình lễ thành hôn. Chúng ta cùng đến với đôi bạn trẻ cùng trao cho nhau một cảm nhận hạnh phúc, một nụ hôn hạnh phúc và những tầng bánh hạnh phúc. Và họ đã cùng xây tay trong tay để xây ngôi nhà hạnh phúc bằng cát rất là tuyệt vời. Một lần nữa xin được trân trọng chúc cho đôi bạn trẻ chúng ta trăm năm tình viên mãn trọn đời nghĩa phu thê. Và cũng xin được một lần nữa trân trọng chuyển lời của ban tổ chức lễ thành hôn của họ nhà trai. Xin được trân trọng chuyển lời của gia đình như ông Chiến, bà Phương đỡ lời cho đôi bạn trẻ chú rể công đương và cô dâu Như Anh. Xin được trân trọng gửi đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, cậu mà gần xa, các bạn nam thanh nữ tú của hai gia đình nhà trai nhà gái đã bớt chút thời gian vàng ngọc của mình trở về chung vui dự tiệc chầu tiệc nước tiệc trà tiệc thuốc để chúng ta cùng chúc mừng hạnh phúc nửa đôi ngày hôm nay. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đến với chương trình trao quà cưới. Có những cái sân khấu và chưa có những cái gì đó hiện đại lung linh như thế này. Kính thưa toàn thể quý vị, đúng là đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tảo dần sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho đời con. Và ngày hôm nay rất là hạnh phúc với sự diện của toàn thể quý vị đã về chứng kiến cho đôi bạn trẻ. Và bây giờ thì bà Phương là phụ mẫu của chú rể Như Anh cũng như của chú rể công đương cũng như là của cô dâu xinh đẹp Như Anh sẽ trao cho hai người con của mình. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông bà và xin được trân trọng chuyển lời của ông Chiến ngày hôm nay. Cái đằng nào vẫn là của con nhưng ngày hôm nay là muốn công bố đến toàn thể các cụ, các ông, các bà cũng như là quan viên anh họ rằng ông bà sẽ giao tất cả tài sản cho cô dâu chú rể để chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Và cũng mong rằng đôi bạn trẻ chúng ta sẽ thành công trong công việc cũng như là cuộc sống, và đặc biệt là phải báo hiếu làm sao cả hai bên gia đình, họ nhà trai, nhà họ gái người tuyệt vời hơn. Ông bà chỉ mong đợi điều đó và rất là hạnh phúc không, không ạ? Quý vị chúng ta thấy hạnh phúc không ạ? Dành những tràng pháo tay để chúc mừng đi ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Và bây giờ chúng ta cùng đến với những món quà tiếp theo đi ạ. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay này chúc mừng món quà của bác An, bác Lâm là bác trưởng của chú rể cô dâu ngày hôm nay. Tiếp theo đâu ạ? Xin mời chúng ta cùng đứng bàn để chụp ảnh nhé. Xin mời các món quà tiếp theo đi ạ. Ngày hôm nay này.
kính mời quý vị chúng ta cùng dành những tràng pháo tay để chúc mừng và cảm ơn đến những món quà của đại gia đình ạ. Tiếp theo xin được trân trọng kính mời các món quà tiếp theo ạ. Quý vị chúng ta còn có những ai trao quà thì chúng ta cùng tiến về với lâu đài hạnh phúc ạ. Và món quà tiếp theo là bên ngoại, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Bác Quyên, Gia Quyên và Bác Cường đâu. Dạ chẳng có gì, dạ chỉ có một vé máy bay để chúc cho hai cháu nên đường đi gọi là hưởng tuần trăng mật thật là vui vẻ hạnh phúc. Và đặc biệt này, họ Dương ngày hôm nay cô dâu xinh đẹp như anh rất là hạnh phúc được về đây làm dâu. Một lần nữa xin được chúc mừng và cảm ơn những món quà của các anh các em. Tiếp theo đây ạ, đây là anh trai con nhà Bác Thượng Gia Quyên có món quà để chúc mừng cho hai em trăm năm hạnh phúc. Anh này hình như là sống ở nước ngoài sao, tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhận được tin mừng cái là chú bay từ Sài Gòn về và bây giờ cũng có món quà để trao cho hai cháu, chúc cho hai cháu thật hạnh phúc. Từ cái thời học đại học cũng như là từng công tác, các bạn cũng đã bớt chút thời gian mà Ngọc trở về chung vui. Có những món quà để chúc phúc cho đôi bạn trẻ, chú rể công anh và chú rể công đương và cô dâu như anh. Một lần nữa xin được trân trọng chuyển lời của đôi bạn trẻ cảm ơn đến tất cả các món quà của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh chị cũng như là rồi bạn từ mẫu giáo như chú rể giới thiệu là bạn từ cái thời mà bắt đầu đi vẫn còn bú sữa mẹ là đi mẫu giáo đấy, rất tuyệt vời. Chú rể công đương sẽ chân cùng cô dâu như anh trăm năm hạnh phúc. Lễ thành hôn đã được diễn ra với một bầu không khí rất là vui tươi hạnh phúc với sự hiện diện chứng kiến của toàn thể quý vị ngày hôm nay trở về đây để chúc mừng. Và những cái giây phút cuối cùng trong cái buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với những cái lời tâm sự cảm ơn của ông Chiến là thân sinh phụ mẫu của chú rể công đương cô dâu như anh. Một lần nữa xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng tay để đến với những lời phát biểu cảm ơn của ông Chiến, thân sinh phụ mẫu của chú rể cô dâu ngày hôm nay. Alo, kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể hội hôn. Sau một thời gian dài, hai con chúng tôi quen nhau, thương nhau và đến hôm nay là ngày này tháng tốt. Hai gia đình chúng tôi được sự nhất trí của chính quyền địa phương, của hai họ và cũng như là hai gia đình. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu về chung một nhà. Về chung một nhà được mãn nguyện trăm năm hạnh phúc. Chúng tôi không biết nói gì hơn, thay mặt cho gia đình, cho hai dòng họ, chúng tôi xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cảm ơn các vị khách quý đã đến đây chung vui và chúc phúc cho hai con chúng tôi. Chúng tôi không biết nói gì hơn. Cuối cùng, chúng tôi xin chúc các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể hội hôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc đong đầy. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trong kịch bản cái này là đáng nhẽ phải nói lúc đầu tiên có họ nhà gái phải không? Nhưng ngày hôm nay thì chắc là do Trần Chi cũng thấy chắc là cũng bị rối một tí, thật ra là không giới thiệu ông Chiến nên phát biểu một trong những lời phát biểu rất là tuyệt vời phải không ạ? Và ông đã cũng đã phải nói là cũng đã rất chi là gọi là tìm tòi cũng như là làm sao mà chuẩn bị tốt nhất trong buổi ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng truyền lời của gia đình ông Chiến và Phương, truyền lời của ban tổ chức lễ thành hôn của họ nhà trai. Xin được trân trọng truyền lời của đôi bạn trẻ, chú rể phong độ đẹp trai công đương và cô dâu như anh. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của toàn thể quý vị trở về đây chung vui để chúc phúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tình viên mãn, trọn đời những phu thê. Và chương trình ngày đại lễ thành hôn của chú rể công đương sánh duyên cùng cô dâu như anh xin được khép lại tại đây. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại đến toàn thể quý vị. Nhà gái trước khi ra về có đôi lời ý kiến với toàn thể hôn lễ, xin kính chào. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quan viên hai họ, buổi lễ thành hôn
rất vui tươi đi còn diễn ra rất dài, nhưng do thời gian có hạn thì tôi xin đại diện cho quan họ nhà gái xin được nói câu dạ bạn. Cuối cùng trước khi ra về xin kính chúc các cụ công các bà cùng toàn thể quan viên hai họ, họ nhà trai mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc hồi hôn thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Một lần nữa xin thay mặt nhà trai, xin thay mặt toàn thể hội hôn cảm ơn các cụ công các bà quan họ nhà gái đã bớt chút thời gian vàng ngọc để đưa cháu Như Anh về như vậy là gia đình nhà chồng dự lễ hội hôn. Xin cảm ơn các cụ công các bà.